Cậu uống gì kêu luôn. Mía hay cà phê trà đường? Bánh tay heo à? Ờ, bánh tay heo. Cái này mình bán 100 ngàn. Lấy con nửa ký đi. Cái này là bánh gì đây cô? Ngon quá nè. Bánh mì giòn. Bánh mì giòn hả? Ngon lắm, cũng 50 đấy. Cũng 50 đấy nha. Lấy con ăn thử cái coi. Ở đây là mình làm ơn đâu mà. Mình với cái gì đây con? Với nó có dừa giòn quá nè. Ừ. Có mè đấy hả? Ừ, có mè. Cái này mình làm ơn mà còn cái người cho ta làm tiệm á, nó nói như mình xe bán gì ngon mà béo béo nhậu có dừa đó nè. Cái này mình làm nhà là mình chiên hàng ngày luôn hả con? Chiên hàng ngày sáng chiên hôm qua nhỏ em nó chiên. Ngon thiệt á. Thì ngon, trời ơi. Nhỏ đó nó đi làm thành phố. Thôi canh cho con 1 ký luôn đi. Nhỏ nó đi làm thành phố á. Bằng nửa ký ha. Nhỏ nó làm thành phố, nó về lần nó đặng lần 4 ký không á. Này các bạn, này là bánh lỗ tai heo. Này chiên với bột, với đường, với nước cốt, với mè. Ăn ngon lắm, giòn khấu à. Này một ngày mình bán bao nhiêu ký vậy con? Bán không chừng đâu, nhiều khi hết, nhiều khi cũng còn nó vẫn. Này cũng ngon, thử nè. Này là bánh khoai mì mình lăn với bột hả? Không, cái này bánh mì giòn, cũng nhờ bột. Mà đều nó giòn mà nó giòn cứng. Cái này giòn mềm. Cái này giòn cứng ha. À, mà nó cũng béo, nó ngon gì đó. Dạ. Cái này mình cũng với bột, với đường nha. Nó cốt luôn. Mà có găng mới ăn được. À, xin chào các bạn. Thì chiều nay mình đến chợ Sóc Giang để mình ăn các món, ăn món bánh, các món như cháo lòng nuôi ở đây. Để mình quay thích đi chợ quê lắm. Thì hôm nay đến chợ Sóc Giang nữa. Ở đâu lại đây? Đây có ở Vĩnh Thạnh, Vân Viên. Qua đây làm gì vậy? Đây là cái tô cháo lòng của mình nè các bạn. Đây có này có thịt heo. Này có gan heo. Ở dưới đây là giá nè, trên này là ngò. Có này là ruột heo nè. Này cũng là nấu cháo gạo gan nữa. Đây mình ăn thử cái. Đây cũng lần đầu tiên ghé cái quán ở bên đây, cũng là chợ Sóc Giang.
Này, cái cháo ở đây nấu gì vậy? Đây là lần đầu ăn mà thấy ngon. Này, cái mùi gạo gan á, gan lên ngon lắm, ngon. Chiều nay bé Lâm đi công chuyện à, nên không có đi chung với cái nhóm tuổi thơ miền Tây được. Hôm nay đi chỉ có ba em thôi, với mình đó là bốn người. Đây là Hân ăn hủ tiếu mì Hoành Thánh nè, Nhân ăn nuôi, đây là Kim. Ngon Kim? Ngon. Vậy hả? Mai muốn đi nữa không? Ở đây thì các em cũng học xong rồi, thì đến dịp hè thì chắc có thể làm mình đi quay đi ăn nhiều các món ăn hơn. Đây cái cháo lòng ở đây đó các bạn, mình người ta nấu nó dễ ăn lắm, cái hậu hơi ngọt ngọt tí. Đây mỗi một tô như vậy thì chỉ có 15.000 đồng thôi, rất là rẻ. Đến chợ Sóc Giang thì ăn các món ăn ở quê thích lắm, các món ăn thì rất là ngon. Nãy mình bên kia thì bán bánh bao nè, hôm nay nãy mình có mua bánh tay heo, bánh tiêu. Chiều ở chợ quê nè các bạn, đây là chợ Sóc Giang. Chơi cũng có cổ, ta không ai chơi chúng con nữa mà.
Đi đi. Mẹ chú này đợi chờ mẹ nè.